Hôm nay mình đang sửa chữa con xe lịch này. Nguyên nhân của con xe này là không đầy được. Sau khi kiểm tra thì xe này ắc quy vừa mới thay, nhưng mà cũng không đầy được. Sau khi kiểm tra kỹ thì mình tìm thấy nguyên nhân là do bị hỏng cái cuộn điện này hoạt động cho vào trong điện và trong cuộn sạc. Sạc sẽ chuyển đổi trong điện từ AC thành DC nạp vào bên ắc quy. Và khi cuộn điện này hỏng, khi cuộn điện này bị hỏng mũi này thì không còn điện để vào sạc để sạc cho mình, cho nên không đầy được. Mặc dù chiếc xe này bên ắc quy đã thay mới. Qua video này mình muốn gửi các bạn là khi các bạn sửa chữa phải bắt đúng mình để tránh trường hợp như thế này. Thay ắc quy rồi nhưng vẫn không đầy được. Sau khi sửa xong thì cái cuộn điện nó sẽ có hình như thế này, nó rất là dài. Và bên ắc quy này cũng mới thay, cho nên mình chỉ thay cuộn điện này là được. Cuộn điện này thường có hai loại, một loại Honda và một loại thường. Thì các bạn nên lựa chọn loại phù hợp để lắp vào xe mình. Cái video này mình chia sẻ với các bạn là một cái bản mình không đầy được. Các bạn có thể sửa chữa tìm hiểu. Cảm ơn, rất cảm ơn đã nghe.